Đây là order của chị Văn Nguyễn, gồm có một ghế Lux Royal SP550 màu trắng, có hệ thống auto fill tự động thoát nước và hệ thống drain pump bơm thoát nước. Order của anh chị đã được hoàn thành. Thì đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế bên em. Em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Ghế của mình đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước, về hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì bên em đã cho test rất là kỹ để đảm bảo lưng máy của mình chạy êm, không tiếng kêu. Máy chạy rất smooth. Còn về phần ngoại thất bên ngoài của ghế như là tay ghế, bay ghế, footrest, mọi thứ thì bên em sẽ cho bảo vệ để đảm bảo ghế của mình luôn trong tình trạng mới nhất. Đây là order một ghế của anh chị. Thank you.